vui cho trẻ. Khóa học này phù hợp với các cha mẹ có con trong độ tuổi từ mầm non cho đến các lớp đầu tiểu học. Trẻ em là những nhà khoa học tự nhiên. Các con hay hỏi các câu hỏi của các nhà khoa học như là tại sao, như thế nào, nếu, thì sao. Và cái điều này đôi khi là chúng ta cũng cảm thấy rất là phiền toái. Nhưng nếu như các bạn trả lời trẻ bằng những câu trả lời như là bố đang bận thì con đi ra ngoài kia đi, hay là mẹ không có thời gian, mẹ đang bận làm cái nọ cái kia, thì bạn đã dập tắt đi những cơ hội để phát triển tư duy khoa học cho bé. Thực chất nhiệm vụ của bất cứ một người giáo viên nào hay chính cha mẹ đấy là kích thích trí tò mò của bé, thúc đẩy những khám phá khoa học và mở rộng tầm hiểu biết của bé về thế giới xung quanh. Với bé cũng như bất cứ với người lớn nào, khi chúng ta nghe thì chúng ta sẽ quên, nhìn thì nhớ và làm sẽ hiểu. Nếu như chúng ta chỉ nói với bé về mọi thứ hay là cho bé xem sách vở về khoa học hay về thế giới thì bé sẽ không thực sự hiểu thế giới vận hành như thế nào. Ngoài cái việc là cho bé cho xem những sách vở gợi mở thì chúng ta cần cho bé cái kinh nghiệm cụ thể của việc tự tương tác và tìm hiểu vật chất xung quanh mình. Và nếu làm được như vậy thì bé mới thực sự hiểu bản chất và nguyên lý của các vấn đề khoa học. Trong khóa học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái kỹ năng cơ bản trẻ có thể có được khi trải nghiệm với các cái thí nghiệm khoa học một cách thường xuyên và đều đặn. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ giúp các bạn nắm được cách giúp trẻ phát triển tình yêu đối với lĩnh vực khoa học này. Trong phần chính của khóa học, các bạn sẽ được trực tiếp hướng dẫn các cách thực hành các thí nghiệm khoa học vui với con. Đây là những thí nghiệm rất là đơn giản với các chất liệu dễ kiếm mà bạn có thể tiến hành với con ở nhà mỗi tuần. Chúc các bạn sẽ có được những trải nghiệm lý thú với khóa học các thí nghiệm khoa học cho bé yêu.